Rồi bây giờ để làm được bài tập này thì chúng ta quan sát cái hình kết quả này. Kết quả là cái nào? Này đúng không? Cuối cùng là chúng ta mong muốn làm ra được như vậy, hiểu không? Thì chúng ta để cái đó bên góc phải để cho dễ quan sát, không kéo cho nó gọn lại. Thành ra rồi bỏ thước đi cũng cần, đúng không? Hiểu không con? Tiếp tục mình sẽ đi dùng một cái bây giờ con phải giải quyết cái mặt nước là cái chuyện quan trọng nè, con phải biết nè. Con thấy cái mặt nước nó có ẩn cái màu xanh của nước này nè, có hiểu chưa? Cái bài này con có hiểu ý của cái bài này không? Nè nhìn nè, đưa nước vô đây nè. Để đưa nước vào đây thì con dùng bát Into á, con nhìn nè, đầu tiên lấy đũa thần. Ha. Nhìn nè con, quan trọng con chọn mặt nước ra cho thầy. Con giữ ship chọn thêm những cái dùng nước còn lại. Nước đúng không? Những cái dùng nào con cho là nước phải đưa vô đó, con chọn đi. Ha. Đứa hiểu không vậy? Ha. Con ship chọn những dùng nước đúng không con? Còn dùng nào con chọn nó sẽ không đưa vô. Rồi sau đó qua đây nè. Con sẽ copy cái dùng nước này, nhưng mà copy hết này là copy hút thôi, ví dụ lấy đây có gỗ trong nó, cái này có gỗ trong này đúng không? Rồi copy đúng không con? Copy rồi đóng luôn đi, vậy này không cần nữa ha. Rồi hôm nay là bát Into học rồi đúng không? Ở nhà là mỹ không gái con bát Into rồi. Sau khi bát Into vô con nhìn nó rất là xấu, bởi vì nó chưa có hòa nhập vô cái bài mình, thì con giảm nó đi xuống như này, đứa hiểu đây không? Có thì con có cảm giác là nó, tại vì hồi nãy mình dùng cái đũa thần á, nó mình cái đũa hút màu này cho nó yếu, nó hút có 20 rồi, thấy không? Bình thường là 32, hiểu không? Nó hút, nó không hút hết, cho nên con thấy cái cạnh này nó còn trắng, hiểu không con? Cái kệ nó, mà con là để đũa thần đũa hút màu lớn là nó ổn rồi nha. Xong nha, vậy thì ta đã giải quyết xong mặt nước. Bây giờ cái chữ đồng quê người ta cho sẵn, mình chỉ nắm kéo vô thôi là ăn tiền thôi, đúng không? Rồi kéo cái đồng quê cho gái biết nắm kéo vô. Rồi đau tắt rồi, giờ giải quyết tiếp nè. Giờ con gái em thắc mắc cái chữ đồng quê này nè, nước lật xuống để làm cái gì đó, cái bóng hả con? Thì con copy thêm chữ nó đi, trong vô shop con copy con diệt cáo internet. Mấy đứa coi nè con, mấy đứa con trai đi đang chơi game hay gì đó. Trời đất ơi, chơi game hả con? Chắc chắn sống rồi ha. Rồi nhìn nè con, nhớ internet nè, copy nè, được chưa? Cà rinh tê học rồi đúng không? Đúng cả nhà. Cà rinh tê cái gì vậy, những lộn cái đinh tờ đúng không? Rồi con nắm con kéo xuống vậy cũng được một cách thủ công, hoặc là con nhấn đinh tê xong clip phải con lật úp xuống bằng chiếc khâu đúng không con? Bằng chiếc khâu lật úp xuống, còn horizon là lật ngang đúng không? Lật úp xuống được rồi, em tờ đi ha, nắm kéo này hiểu không ta? Từ từ sẽ đó con giảm gì xuống liền bcd đó là đẹp rồi đó. Còn bây giờ con muốn nghiêng chuyện nhỏ cũng kinh doanh gì luôn con, lên tê lít phải, lúc này con chọn muốn lệch thì con chọn cái tên là skill, scale là co giãn, rotate là xoay, skill là lệch phương, distort là biến dạng, bt là phối cảnh, rap là uốn cong. Thì bữa mình đã làm cái thước phim uốn cong không, nhớ không? Nhớ không? Bây giờ mình chỉ còn cái skill nữa là xong, lệch phương nè, nhìn nè, nắm cái này nè, lệch phương qua đúng không? À, còn muốn coi nhỏ lại thì scale nữa đúng không? Scale là coi giảm, con thầy coi nhỏ lại là để nguyên vậy cũng được đó. Con muốn giảm thêm cho nó mờ thì tùy con, tùy cái mỹ thuật của mọi người đúng không, hiểu không con? Nhiều tùy ấy, máy chiếu muốn nhìn như thế nào đó là không biết ha, hiểu chưa con? Rồi còn bài gì nữa, con bài này còn gì nữa, con chim này đưa qua không, bài này có nhiều cái hay lắm, con nhìn nào. Giải quyết này trước nè, trên bài người ta có hai con trâu, bài mình có mấy con? Không chịu, em phải được hai con cơ. Thì để giải quyết hai con trâu chúng ta làm như sao? Mời các bạn coi. Chúng ta dùng công cụ, có một công cụ rất là đặc biệt chúng ta chưa học tới, đó là công cụ có tên là công cụ ấy. Công cụ ấy nghĩa là công cụ gì quên rồi. Đây là con. Có công cụ tên là Content Aware Multitool. Content Aware Multitool, nhớ không con? Nhớ không? Nhớ không? Content Aware Multitool. À, học tiếng Anh giống tiếng Pháp vậy ha. Nhìn nè, giờ chúng ta sẽ khoanh dùng cái con trâu lại, rê chuột khoanh dùng, chúng ta khoanh càng chính xác càng tốt. À, cái đề bảo chọn khoanh lại nha.
quanh nói chung nó càng chính xác càng tốt. Được chưa? Sau đó con nhìn nè, khi con kéo dâu rồi đi, à, tại thầy đứng ở lớp khác, đứng con dâu là phải đứng lớp nào con? Lớp dưới cùng đúng không? Cái lớp này nó mới có dâu, là lớp trên đây nó có dâu đúng không? Con kéo đi nè, nhìn nè, thì một con dâu nữa xuất hiện, hiểu ta? Đã vậy thôi. Đó. Cái đến D bỏ chọn rồi xong, enter cái đi. Thì lúc này nó sẽ tính, à, nó mất con dâu kia, cái nó dớt qua lại, nghe nói nè. Thì trong con câu của container của em tôi nó có hai chức năng. Chức năng này là move, là di chuyển, nó sẽ di chuyển châu mình đi luôn đúng không? Và cái chức năng thứ hai là extend, mình phải chọn extend, hiểu không con? Rồi kéo đi vậy thôi, vui ha. Thế thầy biết là thầy giỡn, bộ vui. Rồi enter là nó sẽ tính toán cho con coi nè. Đó thì lúc này nó khác hồi nãy là nó không có đúng không? À. Nên con chọn càng chính xác càng tốt. Con thấy nó chọn sai mất mỏ con nhỏ là thiệt tình. Sáng nay mất mũi cái đường chán ghê. Chọn lại nha. Rồi chọn lại nha, khổ ghê. Con trâu chọn chật tới chật lui. Rồi kế qua nè cả nhà. À, đi xác nó ấy cha này luôn đi. Rồi enter con. Rồi xong nha. Rồi giờ nghe nói nè, tạm thời chấp nhận kết quả này ha. Đây con chọn dư quá thì nó bị rồi đúng không? Mắc mũi này cái đường ha. Vậy nghe nói nè, nó có công cụ để sửa rất là hay, thì tụi con có thể biết thêm nhìn nè. Ở đây con thấy cái dùng này nó không đã không? Dùng này nó có vài lấn cấn đúng rồi, những cái anh cộng cho cả nhà vậy thấy đúng không? Thì con làm như sao? Có công cụ dễ thương lắm con nhìn nè. Đây nó có công cụ tên là, ít bữa thì dạy tới công cụ phục chế á, thì nó có tên là không? Có tên là Spot Healing Rớt, hiểu không? Đây, đây là rớt nè, nó có tên là Spot Healing Rớt, đúng chưa? Con nhìn như này, chài vô này, nhìn này chài nè, chài. Có cái công cụ tên là Spot Healing Rớt, con chài vô dùng này này cái. Thì thấy nó mất cái chỗ đó không? Hiểu không? Thôi được rồi, cái này thầy sẽ nói ở những cái bài khác. Còn bây giờ chài nó hư lắm ha. Rồi bây giờ tiếp tục như sao? Bây giờ cái bài này mình đưa con chim qua thì con làm mờ cánh được không? Cái đó thì làm được rồi ha. Rồi vậy thì cái phần đó con tự làm nha, đúng không? Bây giờ thầy chỉ nói tiếp cái này. Thì có biết cái công cụ mình vừa học trong cái bài này á là cái công cụ như thế này. Thì vô Google lấy một cái, con phải biết cái từ khóa, vừa đánh một cái từ là tree là cây ai cũng biết, nhưng mà cái cây nó đứng giữa đồng người ta gọi là single, đúng không? Thì con thấy là thầy sẽ có một cái cây như này đứng giữa đồng, hiểu không? Rồi thì trong cái tình huống như này đó, chúng ta có thể cứ bị cây này qua một cái vị trí khác mà nó không ảnh hưởng đến mây gì hết trơn á. Thử nha, mở trong tấm mới thôi. Vậy mở trong tấm mới đây, cứ bị nha con. Đây mở đóng hết rồi, cái này bỏ nha, mở cây mới nha con. Anh về dán vô lên zero. Rồi nó nhìn nè, công cụ mình vừa học á nó có tên là container aware motor, đúng không? Con khoanh cái dùng cái cây lại, khoanh lại cái layer tạm thời thì để qua bên đây cho nên dễ hiểu. Ra kéo đi nè, extend nó nghĩa là nó không có di chuyển đi, phải không? Mà là nó copy luôn. Tôi nhớ đặt ra đúng cái đường chân trời á, enter cái thì tự nó tính toán đó. Nó tính toán, nó thấy mặc dù là nó copy thiệt nhưng mà nó có một sự tính toán, nó có hòa nhập, hiểu không? Nhưng mà nó cũng không đã, đúng không? Nó không đã bằng mình làm thủ công, đúng rồi đó. Thì nó làm được vậy đó ha, nó làm được vậy. À. Còn nếu con kéo nó xuống đây là có chuyện đó nha. Kéo nó xuống đây là có chuyện liền, đúng không? Nó như nguy hiểm nha. Rồi, nhưng mà công cụ nó cũng chỉ là vậy thôi. À. Rồi, bây giờ cái clip này tạm thời dứt điểm nha.